À vâng, xin chào các bạn thân mến. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phương pháp kiểm tra nguồn tổ ong này dễ hiểu nhất. Thì đầu tiên mình sẽ cắm điện và test thử cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ đo điện áp đầu vào. Điện áp đầu vào hiện tại đang có là 220V. Bây giờ mình sẽ đo điện áp DC đầu ra. Hiện tại điện áp đầu ra không có và đèn báo nguồn cũng không sáng, như các bạn đã thấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra để kiểm tra nhé. Đây là nguồn 24V 2A các bạn nhé. Các bạn lưu ý khi tháo ra kiểm tra chúng ta hãy xả hết điện trong tụ lọc nguồn đi. Đây là phần main. Để kiểm tra nó, đầu tiên chúng ta hãy để ý các chân linh kiện xem có chân nào bị rỉ chân và bị đứt hay không. Với thời tiết của Việt Nam chúng ta, khi bộ nguồn dùng lâu thì rất hay bị rỉ chân vì linh kiện nó cũng không được tốt cho lắm. Tiếp theo chúng ta hãy kiểm tra phần mạch xem có mối hàn nào bị bong chân hay không. Trong quá trình kiểm tra mình phát hiện có một linh kiện đang bị bong chân, chính là con chân này đây. Các bạn có thể nhìn thấy. Rồi. Và tất nhiên rồi, mình sẽ hàn chân này lại. Tiện thể mình sẽ hàn hết tất cả các chân nào mà mình cảm thấy không chắc chắn. Tiếp theo, các bạn để ý có một con điện trở màu xanh to to. Ở đây chúng ta sẽ nhổ con này ra. Con này chính là con điện trở cấp trước, hay còn gọi là điện trở kích. Chúng ta hãy tháo ra và đo con này. Con này khoảng 150K đến 180K. Nếu như chúng ta dùng đồng hồ số thì sẽ hiển thị rất là rõ số. Còn nếu như chúng ta dùng đồng hồ cơ này thì nó sẽ không chính xác cho lắm. Mình để thang 1K thì khi mình đo nó chỉ cần nó kim nó hơi nhích một chút là ok rồi. Còn nếu như mà kim không có hiện tượng bị nhúc nhích thì như vậy là con này đang bị hỏng. Hiện tại như các bạn đã thấy rằng là kim đang nằm im, không có hiện tượng bị di chuyển gì cả. Mình sẽ tháo nó ra để đo lại một lần nữa cho chính xác nhé. Các bạn không nên cầm như thế này nhé, vì như thế sẽ bị ảnh hưởng. Các bạn chỉ nên chạm trực tiếp và không chạm tay vào nhé. Đấy, chạm như này. Nếu như chúng ta cầm tay vào thì nó sẽ bị sai số đấy. Con này đang có vấn đề rồi. Mình sẽ lấy một con tương đương từ một cái main cũ nào đó. Đây, đây chính là cái main bị chết công suất. Mình sẽ nhổ con điện trở này ra. Bây giờ mình sẽ đo con này cho các bạn xem. Các bạn hãy để ý kim đồng hồ này. À, các bạn thấy không ạ? Tiếp theo mình sẽ cầm cái con điện trở màu xanh lúc đấy mình bỏ đi. Đo lại cho các bạn xem. Các bạn thấy không ạ? Kim nó không hề nhúc nhích luôn. Như vậy là con điện trở màu xanh này mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ thay bằng cái con điện trở mình vừa lấy từ bên cũ vào.
Các bạn lưu ý video chỉ hướng dẫn cho bạn nào đã được học sơ bộ về điện tử và đã nắm được về an toàn điện nhé. Còn nếu như bạn nào mà chưa hiểu gì về điện, các bạn muốn sửa thì tốt nhất các bạn nên mang ra thợ sẽ đảm bảo an toàn hơn. Rồi ok. Như vậy là mình đã thay một cái điện trở và hàn lại các mối hàn trên mạch. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện lại cho các bạn xem. Như các bạn đã thấy rằng bóng đèn đã sáng, đúng không ạ? Như vậy là bộ nguồn đã hoạt động. Còn điện áp đã ra đủ hay chưa thì lát nữa chúng ta sẽ đo sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại. Bây giờ mình sẽ cắm điện. Mình test thử cho các bạn xem. Sau đó thì mình sẽ đo điện áp đầu ra xem có đủ hay không nhá. Như vậy là mình đã cắm điện. Đầu tiên mình sẽ đo điện áp AC trước xem đã có điện áp vào trong nguồn hay chưa. Đã có điện áp vào rồi thì như vậy đèn mới sáng. Ok. Bây giờ mình sẽ đo điện áp đầu ra xem điện áp có đủ hay không. Thiếu các bạn nhé. Hiện tại bây giờ mình đang đo nó khoảng độ tầm 18V. Đấy, thiếu. Thì để điện áp được đủ như ý muốn thì chúng ta sẽ hãy lấy tua vít và chỉnh vào cái chiếc áp này. Sau khi chỉnh xong chúng ta lại lấy đồng hồ đo lại. Nếu như vẫn thiếu chúng ta có thể chỉnh ngược lại để cho nó đủ thì thôi. Như các bạn đã thấy rằng kim đã bắt đầu lên. Đấy, như vậy là chúng ta đã được điện áp đầu ra như chúng ta mong muốn là 24V. Như vậy là chúng ta vừa sửa xong một bộ nguồn rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.